Tây Nguyên đang bước vào vụ lúa đông xuân 2023-2024. Ngay từ khâu làm đất, bà con sẽ cần phải chú ý điều gì để giảm mối nguy có thể gây hại cho cây lúa như ngộ độc hữu cơ, giúp cây lúa phát triển tốt ở đầu vụ, đảm bảo năng suất, chất lượng đến cuối vụ. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 10 tháng 12 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.